chốt đàn em cứng lắm không vặn được. Vào những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc là những cây đàn mà quá lâu các bạn không sử dụng thì rất có thể là các bạn sẽ bị cứng chốt như vậy. Mình biết có bạn là khi mà chốt cứng như vậy thì bạn ấy đã dùng kìm để mà vặn cái chốt này. Và cái chốt thì không vặn xuống được mà lại còn gãy luôn ở cái phần tay cầm này nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cách mà mình cảm thấy khá là hiệu quả. Đó là chúng ta sẽ dùng máy sấy. Máy sấy của chúng ta thì thường sẽ có cái nấc là nấc mát này, nấc ấm và nấc nóng. Thì các bạn hãy bật máy sấy ở nấc ấm đi nhá. Sấy vào cái chốt mà chúng ta bị cứng rồi nhá. Ví dụ như chốt cả dây la này thì các bạn sẽ có hai đầu này. Một đầu là ở bên này, một đầu là phần bên này. Thì các bạn hãy sấy vào hai bên, mỗi bên tầm khoảng 10 giây thôi nha. Sau đó thì các bạn tắt máy sấy đi và các bạn vặn. Lúc mà các bạn vặn thì các bạn nhớ là các bạn phải vặn theo chiều là vặn xuống. Nếu như dây la như thế này là vặn lên này, thì chúng ta sẽ cần vặn xuống. Và vừa vặn xuống là chúng ta phải vừa rút cái chốt này ra nha. Nếu như các bạn vặn lên ý, thì có thể dây đàn sẽ phải đứt, nhưng vặn xuống thì sẽ an toàn hơn. Chúng ta có thể thoải mái dùng lực tay của chúng ta hơn. Nếu như trong một lần mà các bạn cảm thấy chốt vẫn cứng ấy, thì các bạn lại làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi lần thì các bạn chỉ sấy mỗi bên tầm khoảng 10 giây nhé. Nếu các bạn sấy lâu cái phần gỗ này quá nóng thì mình lo là sẽ hỏng đến cái nước sơn của cây đàn của các bạn.